vàng rách gặp kim cương, một củ tôm thạo, quá trời quá đất, đâm trên ná thở luôn. Đánh này rất phải để lính trước mà. Khi lấy một muốn đánh nhau đây là một nó lên cấp 2 chứ mà đánh lại. À, lên được 3 cái. Phe mấy con lính nó đủ tiền mua ấy thôi. Chạy chạy rồi tới công chuyện nó có e đấy bạn. Khó luôn. Vậy nó cục quá. Nín thở 30 giây đấy là ok để nín. Nín thế được. Má đang nó cục rồi có nín thở, nín vào mắt à. Thật đấy à, nín là hết mà, hết cái hài tôi thấy nín hết mọi người. Sân nhau rồi cho nó. Hay à. À. Tìm nó về đánh không? Tí hay nhất nó có 10 không thì nó thua. Rất là liều ác luôn đấy. À, khi khai dứt lên đúng không? Si hao chan u xui. Cũng tùy người thôi á, như em nín là hết nhắc. Bị trụ bắn gái nó chứ. Và lấy cần hai bị vụ bắn cái nữa cái mặt thật. Vô dung tiến dấu kèo nhiều lắm, dấu kèo nhiều lắm, có lắm mà nhiều kèo mà giấu. Cường Trần Google đọc cả tiếng Trung ác ta. Rồi ngay rồi mất thật mau. Ủa mày cái tem nó sao 48 rồi, tôi 32 mà. Em lọ điên. Đó, chạy.
ra nữa chứ. Ghê quá sao. Kim cương một nói gì cũng hay à. Con xe rồi. Nhà sẽ dạng xuống nó rừng. Đã rớt lên tăng nó trâu quá. Xì lên nhập luôn rồi. Cái này chứ nó là máu luôn mà. Mệt nó ghê chứ. Có dài không ta? Chạy 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 cho vô danh ok rồi. Đánh được mày không biết. Bạn nào đã xem có đăng ký kênh ủng hộ với nha. Nhưng nó đánh lại tồn nhé, cấu nổ nữa chứ. Chắc phải sau chạy boss ha. Đánh mày có khai dứt ra đánh lại cho nó. Anh bái rồi. Lắm.
Turret plating will fall soon. An enemy is legendary. I will show you the path. Cường Trần, có cái vô danh đam ảo ác. Mới quá không? Nói cái buổi trưa là buổi tối. Anh Tuyến cầm mắt gì game làm gánh tôi anh không? Giờ đánh lên thách đấu hay đã cầu thủ gì đi đánh mấy cái ranh dưới thấy nó dễ liền như nào. Dạ nó hút không mất máu. Nó hút cũng không mất máu đâu. Chết tao, tha đi được không? Tha đi đại ca. Không có chiêu gì chạy rồi. Có mấy anh đang rớt vật vờ đây, không có anh bái này không? Anh bái này học biến về cũng chết, anh bái cũng đi. Học biến chạy. Lô quá. Nhắc điều nó vào. Tính tí nhập chưa đánh nhau cho nên chưa nhập. Let us begin. Chưa đánh nhau cho nên chưa có nhập. Sai lát ở phía đây. Lại nhà đâu còn gì đâu mà đánh. Thank you.
Ai sợ. Thế giờ nó nhanh đúng không? Đánh đấm là mình không ganh thua với đời đúng không? Nhiều trận muốn win mà không win được á. Trận win được thì cái win sớm đó. Nó không đếp nhà thì mình end thôi đúng không? Bạn nào đã xem có đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ nó với nha. Bạn nào cần cày run kéo run inbox qua TikTok nha. Cảm ơn. Cứ end sớm trước làm gì làm. Lên chắc rồi đó. Không lên nó nghỉ bố game đi. Không lên nó xóa game đi. Gáy gáy sớm à. Nó có gáy gì đâu. Video đánh trận lên bố rồi.